Đây là tin lành Đấng Christ, là quyền phép của Chúa ban sự cứu rỗi để giải phóng cho những ai tin. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề ai là Chúa mà chúng ta đang thờ phượng. Cái đề tài này thực ra là tôi là cái người cần nhất, tôi cần cái sự thực sự Chúa chúng ta đang thờ phượng là như thế nào. Chúa chúng ta đang thờ phượng thực sự Ngài là ai, bổn tánh của Ngài thực sự như thế nào. Đó, chúng ta cần, tôi rất là cần biết những này. Như bữa trước tôi có nói là nhiều lần Chúa nói chuyện với tôi á, chính tôi là cái người giới hạn Chúa. Tức là tôi cứ vẽ hình ảnh của Chúa rất là nhỏ bé, ích kỷ, nhỏ mọn, giống như thế kiểu con người. Thường thường khi chúng ta lớn lên trong một môi trường hay là trong một gia đình, chúng ta bị ảnh hưởng những người xung quanh hay là từ gia đình chúng ta. Khi chúng ta có một người cha, thường thường như là mình nhìn những người cha thì tựa như người cha của mình. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cũng dùng một cái tinh thần đó, cũng một tinh thần đó chúng ta đến với Chúa. Thì chúng ta lấy hình ảnh của con người mà chúng ta đi đi so đo với cha của mình ở trên trời. Không phải như vậy, thưa quý vị. Cho nên chúng ta cần biết cha của mình thực sự như thế nào, Chúa của chúng ta là như thế nào, qua lời của Chúa. Tại vì lời của Chúa tức là bức thư tình, giống như là để diễn tả được hình ảnh của Ngài là qua lời của Ngài. Chúng ta có thể biết được Ngài qua lời của Ngài. Ok, bởi vì lời Chúa là chân lý, lời Chúa là sự sống. Như Giăng đoạn 6 câu 63 đó, Chúa Giêsu nói là lời ta là linh và sống động, tức là lời Chúa là sống và linh nghiệm, như Hebreo đoạn 4 câu 12. Cho nên chúng ta không thể nào mà lấy bởi cái quan điểm chúng ta hay là lấy những cái văn hóa phong tục tập quán chúng ta mà dùng cái đó để chúng ta, khi chúng ta đến với Chúa, mình cứ vẽ Chúa. Giống như hôm qua tôi có đọc Roma đoạn 1 á, tôi nghĩ là câu 23 đó, câu 21, 22, 23 đó, có nói rằng là chúng ta tạo lấy Chúa chúng ta tự tạo lấy Đức Chúa Trời chúng ta trong suy nghĩ chúng ta, trong tâm trí chúng ta, trong quan điểm chúng ta. Cho nên trong cái niềm tin chúng ta, cho nên như vậy là chúng ta không có thờ phượng đúng Chúa thực sự mà chính là Ngài. Đức Chúa Trời là đấng phải nói là rất là vĩ đại. Cho nên chúng ta hóa Chúa như là vật, như tạo vật, hay là tự chúng ta tạo nên. Ok, thực ra Chúa không phải như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta học về cái sự bình an của Chúa. Hôm nay là tôi muốn tập trung Chúa là Chúa của bình an, tức là Chúa bình an. Nhiều người con cái Chúa không có kinh nghiệm về sự bình an của Chúa, mà trong khi trong cái trọn gói của sự cứu rỗi, trong đó nó có sự bình an, có sự vui mừng, có tình yêu thương. Hôm qua chúng ta tập trung về sự thương xót và tình yêu. Nói chung nếu chúng ta nói về đề tài tình yêu suốt không thể nào mà nói hết được, tại tình yêu của Ngài nó rất là sâu nhiệm. Những gì chúng ta biết chỉ là bề mặt thôi, giống như nước chúng ta bề mặt thôi, bề sâu, bề cao, bề rộng của tình yêu thương không ai có thể đụng hết được. Chúng ta khi chúng ta thấy Chúa mặt với mặt thì chúng ta sẽ kinh nghiệm nhiều hơn. Trong thiên đàng hầu như người ta tâm sự, người ta nói chuyện tức là qua cái sự cảm nhận, chứ không phải là qua lời nói nữa. Tức là qua cảm nhận trong tâm trí chúng ta, trong suy nghĩ chúng ta. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ đọc với Esai rất là nhiều câu kinh thánh. Tôi sẽ lấy những cái câu kinh thánh nói về cha của mình là ai, đấng chúng ta đang thờ phượng là ai, Ngài là như thế nào, để chúng ta đến với Ngài, để chúng ta, tức là chúng ta hòa thuận lại với Chúa. Tức là những gì trước đây chúng ta nghĩ với Chúa, chẳng hạn chúng ta nghĩ với Chúa là ích kỷ nhỏ mọn, bây giờ chúng ta nghĩ là Chúa là bình an. Chẳng hạn trước đây chúng ta nghĩ là ôi Chúa đâu có sự bình an, tôi theo Chúa không có sự bình an, tại sao tôi không kinh nghiệm sự bình an. Cho nên bởi vì chúng ta không nhận biết Chúa chúng ta là Chúa bình an. Ok, chúng ta đọc với tôi Esai đoạn 9 từ câu 5 đến câu 6. Vì một con trẻ được sinh ra cho chúng ta, cái này nói về sự giáng sanh của Chúa. Esai tức là nói tiên tri về về Chúa Giêsu. Đây là tức là nói về, tức là cựu ước, tức là hình bóng tầng ước là Chúa Giêsu đã được sinh ra. Ok, tất cả cựu ước nói về Chúa Giêsu. Ok, ở đây cũng là một trong nói về Chúa Giêsu. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một trai được ban cho chúng ta, được quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là đấng kỳ diệu, đấng cố vấn. Ok, Chúa chúng ta là đấng kỳ diệu nè, đấng cố vấn, Đức Chúa Trời toàn năng, cha đời đời. Chúng ta thấy không, cha đời đời. Ngài là cha chúng ta. Ok, Chúa bình an. Hôm nay tôi muốn tập trung là Chúa bình an. Ok, Ngài là Chúa bình an. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi. Ngài không giống như thế gian đi xuống, Chúa đi lên. Ok, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David, trên vương quốc của Ngài. Hallelujah, amen. Đôi khi chúng ta hiểu như vậy, Chúa chúng ta là Chúa bình an. Mình phải biết được, giống như chúng ta ăn trái apple, hay là xin lỗi, trái táo chúng ăn chua chua ngọt ngọt,
thì trái táo nó phải có chua ngọt. Nếu chúng ta nói chúng ta ăn trái táo mà không có chua chua ngọt ngọt, ok, thì đó không phải là trái táo. Nếu chúng ta ăn trái táo mà nó cay hoặc là nó đắng, như vậy chúng ta nói là cái đó là trái táo, chúng ta tự nói thôi, thực sự không phải là trái táo nữa, thấy không? Chúa chúng ta như vậy, ta nghĩ là ôi Chúa không có hòa thuận, Chúa không yêu thương tôi, Chúa đâu có sự bình an cho tôi đâu, cho nên là Chúa không có yêu thương tôi, Chúa đâu có thuộc về tôi đâu. Cái đó là suy nghĩ chúng ta. Cho nên khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta tin như vậy, cái đó là cái sai lạc. Cho nên chúng ta quay lại với lời Chúa, ok, quay lại những gì lời Chúa nói với Ngài. Đây mới là thực sự là lời của Chúa còn lại đời đời mãi mãi. Lời của Chúa được bảo tồn trên thiên đàng. Như những luật pháp như bên Mỹ này, luật pháp được bảo tồn ở luật pháp được bảo tồn ở trong chính phủ, thì lời của Chúa cũng bảo tồn trong trên thiên đàng. Tôi nghĩ là Thi Thiên 119 nó có chép. Ok, chúng ta cần biết điều này. Mình phải biết là Chúa của mình là Chúa bình an, mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được sự bình an của Chúa. Mà tại sao nhiều con cái Chúa không kinh nghiệm được sự bình an của Chúa? Tại vì sao? Tại vì chúng ta không có tin cậy Ngài, chúng ta không tin là Ngài yêu chúng ta. Khi chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta sẽ có sự bình an. Chúa cũng nói trong lời của Chúa trong Colossae đoạn 3 câu 15, hãy để sự bình an của Chúa cai trị lòng chúng ta. Nhiều lúc lòng chúng ta cứ suy nghĩ vẩn vơ, chúng ta cứ lo lắng chuyện này, lo lắng chuyện kia, thì chúng ta sẽ không có sự bình an. Để chúng ta kinh nghiệm được sự bình an, chúng ta phải biết rằng điều chúng ta cần làm, ok, tôi nói cái này hơi đi trước một chút, tí tôi sẽ cắt nghĩa cho quý vị thấy được, ok. Tôi mở, tiếp tục mở trong Esai đoạn 26 câu 3. Chúa chúng ta là Chúa bình an, ok. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm sự bình an của Ngài. Không phải là chỉ nghe về sự bình an mà thôi. Không, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm về sự bình an. Tại cái sự bình an đó vượt quá mọi sự hiểu biết con người. Cái sự bình an khi mà sự bình an nó cai trị lòng chúng ta, tức là bao phủ chúng ta, làm chúng ta, cho dù chúng ta có rất là nhiều nan đề, nhưng mà cái nan đề nó không thống trị chúng ta nữa. Mà chúng ta có thể ăn ngon ngủ, ăn ăn phải nói ăn ngon ngủ ngon, ok. Ê-sai đoạn 26 câu 3 chép thế này: người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người tin cậy Ngài. Chúng ta biết chúng ta để tâm trí ta ở đâu, chúng ta lo lắng, chúng ta hay suy nghĩ đó. Bây giờ mình thay vì mình suy nghĩ mình lo lắng, mình suy gẫm về lời Chúa, suy gẫm là ô Cha là đấng tốt lành, Ngài là đấng chẳng kiêng con, cho nên con không thiếu gì hết. 1.000 người ngã bên tay 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 phải, 10.000 người ngã bên, điều gì không có xảy đến với tôi, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là đấng chăm sóc tôi, chẳng hạn như dịch bệnh hay là bất cứ chuyện gì xảy ra. Cho nên khi chúng ta biết được Ngài là đấng yêu thương chúng ta, Ngài thuộc với chúng ta, thì khi chúng ta tin cậy như vậy thì đặt tâm trí chúng ta đầu tiên để chúng ta kinh nghiệm sự bình an ha. Chúng ta nương cậy nơi Chúa, ok, đặt tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, không phải nương cậy nơi tiền bạc, nơi công việc chúng ta. Tiền bạc và công việc chúng ta nó có thể thay đổi, ok, công việc chúng ta có thể mất, ok, nhưng mà Chúa, khi chúng ta nương cậy vào Chúa không bao giờ mất, Chúa vẫn còn ở đó. Điều đó là bởi niềm tin chúng ta, khi chúng ta tin điều đó nó sẽ hoạt động cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không tin, xin lỗi quý vị, điều đó quý vị sẽ không bao giờ kinh nghiệm được, ok. Mình đặt tâm trí mình nương cậy nơi Ngài thì Ngài hứa là Ngài sẽ giữ gìn chúng ta sự bình an trong vẹn, tức là chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an trong vẹn. Và điều thứ hai, chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta phải tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Chẳng hạn như mới tháng vừa rồi bên Mỹ này rất nhiều người lo lắng, cho đến bây giờ tôi cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ là vậy. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, tôi có sự bình an của Chúa lúc nào, sự bình an của Chúa cũng dư dật. Tại sao? Tại tôi biết là Chúa Giêsu vẫn yêu thương, Chúa Giêsu không hề thay đổi hôm qua, ngày nay cho đến đời đời. Chúa đã làm biết bao nhiêu phép lạ trong cuộc đời của tôi, thì trong trường hợp này Chúa cũng sẽ làm phép lạ cho cuộc đời của tôi. Cho nên là tôi không có lo lắng, cho nên tôi nói Chúa ơi, hãy con giao cho Ngài cai trị lòng của con trong sự bình an của Ngài. Thì tôi kinh nghiệm được sự bình an, tôi biết là Chúa là Chúa bình an. Cho nên khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta tương giao với Chúa, cái sự bình an của Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm, ok. Giống như ta gần, tôi thích đi biển, mỗi lần tôi đi biển tôi cảm thấy hơi biển nó tràn ngập vào mình, mặc dù bên ngoài rất là nắng, mình phải bôi lotion này kia nọ, nhưng mà cái hơi biển làm chúng ta rất là mát. Cho nên khi chúng ta gần gũi Chúa, chúng ta kinh nghiệm được cái sự ngọt ngào, chúng ta kinh nghiệm được cái sự bình an của Chúa bao phủ chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm được cái sự gần gũi, cái sự mật thiết bởi cái niềm tin chúng ta. Chúa, chúng ta không thể mà dùng cảm xúc chúng ta đi theo Chúa. Nhưng khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được cảm xúc của Ngài, cái sự bình an, sự vui mừng. Đó. Cái sự bình an rất là quan trọng trong cuộc đời. Chúng ta không thể mua được. Tại vì sao? Sự bình an từ Chúa, tôi mở cho quý vị. Tại vì Chúa là Chúa bình an, cho nên sự bình an chỉ có đến từ Chúa. Sự bình an thế gian không có, chỉ là tạm thời mà thôi, trong chốc lát mà thôi.
Tôi mở trong Hebrew đấy ha, rất là nhiều chỗ tôi mở trong Hebrew. Hebrew đoạn 13 câu 20 này là một trong những cái câu mà tôi rất là thích. Okay. 20. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an ha, Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chân chiên lớn là Đức Chúa Giêsu. Chúa chúng ta, thấy không? Cung ứng cho anh em mọi ơn lành. Thấy không? Chúa chúng ta là Chúa bình an, Đức Chúa Trời bình an. Cho nên đó, Ngài cái sự bình an, mình phải biết là Ngài là bình an, cho nên chúng ta gần gũi Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Chứ tôi thường thường hồi nhỏ tôi không biết, tôi cứ gặp người nào tôi cũng giao du, nhưng bây giờ tôi rất là cẩn thận. Bạn để mà nói là bạn gần gũi, tôi chọn những người bạn có cái sự bình an. Người bạn nói về sự bình an, nói về sự tích cực, nói về sự chẳng hạn như làm việc lớn cái gì đó, tôi gần gũi. Tôi vẫn yêu thương mọi người. Tại sao? Tôi muốn cái sự bình an của tôi duy trì. Tại vì điều này, cái sự bình an của mình nó sẽ mất đi. Mình sẽ khi mình lo lắng, cái sự bình an mất tiêu, nó bay mất tiêu. Cho nên Chúa nói, chớ nên lo lắng. Tại vì sao? Khi mình lo lắng, mình không không có làm thêm cho con người mình lên một khúc, phải không? Cho nên Chúa nói là chớ lo lắng. Tại vì khi mình lo lắng á, là vô tình mình sẽ mất đi cái sự bình an của Chúa. Cho nên Chúa muốn mình là hãy yên nghỉ trong Chúa. Ok. Cho nên Ngài sẽ ban chúng ta hãy để sự bình an của Chúa. Làm sao mà để? Nói Chúa ơi, con giao cho Ngài cuộc sống của con trong tay Ngài, con tin cậy nơi Ngài là đấng tốt lành, là sự bình an của Chúa mình sẽ kinh nghiệm được. Trong tôi mở trong ở đi trong Philip đoạn 4 đi ha, Philip đoạn 4 câu 6 câu 7. Cái này rất là quen thuộc cho rất là nhiều anh em. Ok, lời Chúa chép như thế này: đừng lo lắng gì hết, hay là đừng 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 có suy nghĩ, hay là đừng có lo lắng gì hết, đừng có lo lắng gì hết, thầm tất cả. Chúa nói là do not worry, tiếng Anh gọi là do not worry anything, lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, sự cầu xin, cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Chúa. Sự bình an của Chúa, Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết, thấy không? Cái sự bình an mình không giải thích được. Nó tại sao anh lại có sự bình an? Tôi không hiểu, làm sao hiểu được? Cái này Chúa cho mình, Chúa ban cho mình, trong lòng chúng ta kinh nghiệm thôi. Để mà giải thích không giải thích được. Bây giờ tôi nói quý vị này, làm sao quý vị có thể giải thích được nếu quý vị chết chứ quý vị lên thiên đàng? Không có cái gì để giải thích. Cái đó là bằng niềm tin. Mà như tôi là tôi tin chắc khi tôi chết là tôi lên thiên đàng. Tại sao? Tại vì tôi tin điều đó, lời của Chúa ân chứng, mà trong lòng tôi có sự ân chứng mà tôi không thể giải thích được. Cái đó thuộc về niềm tin. Ok, cũng y chang vậy. Đừng lo lắng gì hết, nhưng trong một sự hay dùng lời cầu nguyện cũng như sự cầu xin mà cùng sự tạ ơn mà dâng trình dâng lên những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Nhu cầu của mình, tất cả năng đề chúng ta, Chúa muốn chúng ta chăm sóc tất cả năng đề chúng ta từng ngày hàng ngày. Chúa muốn chúng ta là sống những chuỗi ngày ở trên thiên đàng dưới đất này. Đó là ao ước của Chúa, nhưng mà không có nhiều người kinh nghiệm được. Đúng. Càng chúng ta tin Chúa bao nhiêu, chúng ta càng kinh nghiệm bấy nhiêu. Nếu chúng ta tin cái sự bình an của Chúa thì sự bình an của Chúa sẽ tràn ngập lòng chúng ta bấy nhiêu. Ok, bởi vì chúng ta cứ sợ, chúng ta không dám đến với Chúa, nói Chúa ơi, Ngài là đấng khắt khe, Ngài là đấng thấy uy quyền quá, Ngài là quá thánh khiết công bình. Đúng, Ngài thánh khiết công bình, nhưng Ngài không có nghĩa là chúng ta không gần gũi được. Hãy nhìn Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là hình ảnh của Chúa Cha được bày tỏ cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu nói nếu các ngươi thấy ta là thấy Cha. Mà Chúa Giêsu đi đâu là đám đông cùng đi theo Ngài. Chúa đi đâu là đám đông đi theo. Tức là Ngài rất là thánh khiết, Ngài công bình. Nhưng mà rất là mọi người có rất là gần gũi với Ngài. Không phải những nhiều người mục sư thì không có nhiều người dám đến gần gũi được. Thì quá thánh khiết. Chúa Giêsu thánh khiết công bình nhưng mà nhiều người đến với Chúa. Thấy không? Ai mà bị bệnh tật đến rờ áo Chúa thì được chữa lành. Thấy không? Tại vì Ngài là quyền năng, Ngài là cái sự mầu nhiệm trong Ngài. Ok? Chúng ta thấy không? Câu 7 này. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và tâm trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Ở trong Chúa Giêsu chúng ta có tất cả những cái đặc ân để chúng ta bước vào kinh nghiệm được những cái sự mầu nhiệm này, cái sự bình an, sự vui mừng, sự phước hạnh, vân vân và vân vân. Trong Chúa Giêsu có đầy dẫy. Ok, chỉ có trong Chúa mới có được sự bình an. Tại sự bình an không phải từ con người, sự bình an này là chỉ có Chúa mới có mà thôi. Để tôi mở cho quý vị tiếp tục nhờ. Rất là nhiều chỗ nói chúng tôi chỉ mở tóm tắt một số. Corinto thứ nhất đoạn đoạn 1 câu 3 ha, chép thế này, lời Chúa chép thế này: cầu xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta là Chúa của Chúa Giêsu Christ ban ân điển và sự bình an cho anh em. Chỉ có Chúa ban chúng ta thế, tức là bình an là từ Chúa Cha. Nếu chúng ta đọc trong Roma đi, Roma đoạn 1 câu 7, nói chung rất là nhiều chỗ thư tín của Phaolô lúc nào cũng như bình an,
ân điển, bình an, sự tình yêu thương sẽ được nâng thêm lên chúng ta. Đó. Câu 7 đây là: Tôi kính gửi các những người yêu dấu của Đức Chúa Chúa Trời tại thành Roma, là những người được gọi là thánh đồ. Ok, cầu xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta là Chúa Giêsu Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Thấy không? Chúa, tức là sự bình an từ Chúa, mình không có tìm kiếm, không có mua được. Cho nên nhiều người bên Mỹ nó họ giàu có, triệu phú, tỷ phú nhưng không mua được sự bình an. Cho nên ở trong Chúa chúng ta có dư dật. Có thể là tiền bạc chúng ta chưa có dư dật, nhưng mà sự bình an khi chúng ta gần gũi Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm được. Hoặc là chúng ta có tiền bạc, chúng ta có giàu có, nhưng mà giàu có ở trong Chúa chúng ta vẫn có sự bình an như thường. Ok, tôi thấy rất nhiều triệu phú bên Mỹ này người ta vẫn bình an vui mừng. À, tại sao? Tại vì trong Chúa có sự bình an. Lời Chúa chép rằng ngoài Chúa không có sự bình an. Sự bình an của thế gian nó là dựa trên vật chất, nó chỉ là tạm bợ mà thôi, nhưng mà khi chuyện đến đụng đến, chẳng hạn nhiều người có 100 ngàn trong tài khoản, bây giờ nhiều người vẫn lo lắng, không có sự bình an. Cho nên chỉ ở trong Chúa mà thôi. Cho nên làm sao để chúng ta kinh nghiệm sự bình an của Chúa? Ok, làm sao để chúng ta kinh nghiệm sự bình an của Chúa? Thì đa số những người mục sư họ không dán với sự bình an của Chúa, họ không dán với sự bình an của Chúa, cho nên sự bình an không thể, cái gì mình phải gieo ra. Ok, lời Chúa là giống như hạt giống mình gieo ra. Khi mình gieo sự bình an thì sao? Mình sẽ gặt sự bình an, người ta sẽ kinh nghiệm sự bình an. Nếu mà mưa sự bình an xuống thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an. Cho nên đa số người ta không có giảng về sự bình an, cho nên họ không nghe về sự bình an được. Đó. Cho nên Chúa muốn tôi chia sẻ cho quý vị ha. Chúa muốn chia sẻ sứ điệp của tôi là sứ điệp là tin mừng của Chúa Giêsu Christ, là sứ điệp bình an, sứ điệp tình yêu thương của Chúa. Không phải tình yêu thương của tôi không có yêu được. Con người bản thân chúng ta ích kỷ nhỏ mọn, ha, biết mình mà thôi, à, chỉ biết mình mà thôi. Nhưng mà càng mình gần gũi Chúa, mình kinh nghiệm tình yêu của Chúa, bắt đầu mình suy nghĩ cho người khác. Như tôi làm YouTube này, tôi đâu cần làm đâu, tôi đi làm về, có lúc tôi cũng xác thịt mà, có lúc tôi cũng mệt, ha, mình phải đồng ý cái đó. Nhưng tại sao tôi làm? Không ai trả tiền hết, tại sao tôi làm? Tại vì tôi yêu Chúa. Khi tôi yêu Chúa sao? Tôi yêu con cái của Chúa, tôi chia sẻ sứ điệp của sự bình an của Chúa, sứ điệp của sự vui mừng của Chúa, sứ điệp tin tức tốt lành của Chúa. Tin lành Đấng Christ là quyền phép, cái này là mới là quyền phép, nó thay đổi chúng ta, không dựa vào công sức chúng ta, không dựa vào khả năng chúng ta. Amen. À, để tôi mở với quý vị trong công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 36. Ở đây là nói về cái sự bình an, tức là khi chúng ta giảng về sự bình an thì người nghe người ta sẽ kinh nghiệm về sự bình an. Tại vì trong lời của Chúa đó, khi chúng ta nói ra lời của Chúa đó, quyền năng siêu nhiên, sự sống động trong lời Chúa sẽ làm cho chúng ta kinh nghiệm được. Cái đó là cái siêu nhiên. Cho nên chúng ta cần chia sẻ sự bình an. Còn nếu chúng ta chia sẻ với sự đau khổ, tuyệt vọng, sự buồn rầu, chúng ta đã có những cái đó nhiều rồi, chúng ta không cần chia sẻ nữa. Hằng ngày chúng ta không ai dạy chúng ta phải buồn hết, mà nhiều người rất là buồn. Không ai dạy chúng ta phải lo lắng, mà nhiều khi chúng ta rất là nhiều lo lắng. Thấy không? Những cái đó không cần nữa, đã nhiều rồi, tại sao phải còn thêm chứ? Đúng không? Chúng ta nói những cái sự tốt lành của Chúa. Tại sao chúng ta không nói sự tốt lành của Chúa? Cha của mình là tốt lành mà. Cho nên nhiều người ông mục sư nói: Ôi Chúa yêu quý vị, khi mà họ đến nhà thờ rồi: Ôi Chúa phạt á, đừng có làm này, đừng có làm này, Chúa phạt á. Không phải như vậy quý vị. Đó, họ chưa hiểu tình yêu của Chúa. Ok, đọc câu 36 đây ha. 36 chép như thế này. Ok, Đức Chúa Trời đã gửi sứ điệp đến con cái dân Israel, rao giảng tin lành bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Không? Tức là ở đây là khi mà Chúa Giêsu đến thế gian, đến với dân Do Thái, Chúa giảng cái sự bình an. Thấy không? Chúa đi đâu? Mấy ông Pharisee, người ta đâu có muốn nghe đâu, toàn là rủa xả người ta. Người ta đâu muốn nghe đâu. Cho nên khi người ta nghe Chúa Giêsu thì họ là ganh tị, cho nên họ giết Chúa Giêsu bởi vì sự ganh tị. Kinh Thánh chép rất rõ, ok? Tin lành bình an của Chúa Giêsu tức là Chúa của mọi người. Thấy chưa? Chúa của mọi người nha, à, quý vị. Ở đây Chúa của tất cả mọi người, ok? Người mì trắng, mì đen, người da rai, người kinh hay là bất cứ người, Chúa của mọi người. Nếu quý vị đón nhận Chúa Giêsu, Chúa rất là vui mừng điều đó, bởi vì cái đó Chúa chết. Chúa không muốn tất cả chúng ta bị hư mất hay là đi vào địa ngục, để mà đón nhận Chúa Giêsu để chúng ta sống với Ngài, sống đời đời. Ok, khi ta tin nhận Chúa Giêsu, Chúa ban chúng ta người mới, tức là người linh của chúng ta không bao giờ chết nữa, đẹp trai hay là đẹp gái. Tối hôm qua ngoại mới nằm mơ lên thiên đàng nữa, mẹ vợ tôi bà lên thiên đàng 2 lần rồi đó. Tôi chia sẻ sứ điệp, người ta nghe, người ta đi lên thiên đàng nhiều hơn tôi chưa bao giờ lên thiên đàng trong sự hiện thế, mà bà lên thiên đàng 2 lần rồi đó. Bà nói: Ôi mọi người trên đó sao mà đẹp quá, người nào người nói trẻ trung à, đi giống như là bay bay bay. Đúng rồi, mình trong linh mà cái gì cũng đẹp hết, hoa cũng đẹp nữa. Bà lên 2 lần rồi đó, làm tôi ganh tị chút, mà cảm ơn Chúa là mình chia sẻ.
cái người nghe người ta kinh nghiệm, cái đó là cái phước hạnh, đó làm cho tôi rất là vui mừng, quý vị biết không? Chính người nhà tôi kinh nghiệm. À, amen. Ở đây ha, Đức Chúa Trời đã gửi sứ điệp đến dân Israel rao giảng tin lành bình an. Cho nên nhiều ông mục sư bây giờ không có chia sẻ với sự như rao giảng tin lành bình an. Tin lành là tin lành bình an, tin tức tốt lành chứ không phải là tin dữ, tin hù dọa. Đa số là tôi nghe là hù dọa không, lúc tôi đi nhà thờ toàn là đi hù dọa. Cho nên làm sao người ta con cái của Chúa kinh nghiệm được cái sự bình an của Chúa? Chúng ta không chia sẻ sự bình an của Chúa, chúng ta phải hòa thuận lại với Chúa, chúng ta phải đón nhận sự bình an của Chúa. Làm sao chúng ta đón nhận? Nói Chúa ơi, con cảm ơn sự bình an từ nơi Ngài, bây giờ con đón nhận, con muốn cái sự bình an của Chúa cai trị lòng con. Như trong Colossae đấy ha, Colossae đoạn 3 câu 15 đi, hồi nãy tôi nói, bây giờ chúng ta đọc. Ok, chúng ta đọc lời Chúa. Ok, hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng anh em, hay là cai trị trong lòng, hay là bao phủ lòng anh em, mà bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Thấy chưa, cái sự bình an Chúa đã ban chúng ta trong Chúa Giêsu, chúng ta không thiếu cái gì. Ok, tức là chúng ta đón nhận trong cái sự tròn gói của sự cứu rỗi đó, chúng có sự bình an, sự vui mừng, ok, sự phước hạnh rất là nhiều cái. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta nói ôi tôi tin Chúa, tôi chờ ngày đến với Chúa, chờ ngày khi nào Chúa đến, Chúa trở lại tôi được cứu, dạ được rồi, ok Chúa, ok, giống như mình đi ăn buffet 100 món, nếu quý vị muốn ăn một món thì ok, mà Chúa đã trả chúng ta một cái giá rất là cao, Chúa muốn chúng ta tận hưởng sự phước hạnh của Chúa, amen, sự bình an, sự vui mừng, ok. Làm sao chúng ta kinh nghiệm được? Ok, chúng ta đón nhận, ok, chúng ta nói Chúa, Chúa ơi, bởi đức tin còn đón nhận, con cảm ơn Chúa, trong Chúa Giêsu thì sự bình an thực sự đã ban cho chúng ta rồi, ở trong lòng chúng ta, trong cái người mới chúng ta, cái người mới chúng ta, cái người mà Chúa tạo dựng chúng ta, người đó lúc nào cũng vui mừng, lúc nào cũng đầy dẫy sự bình an, lúc nào cũng đầy dẫy niềm vui, nhảy múa luôn luôn à. Người mới của tôi đó, cái người mà đẹp trai hơn anh Z đó, trẻ hơn, lúc nào cũng nhảy múa, không biết giận hờn là gì hết. Cái người đó là cái người Chúa tạo dựng theo hình ảnh tượng của Ngài. Đó, cái người đó là cái người mà chúng ta thực sự, còn cái thân thể chúng ta đó là chỉ là giống như chiếc áo mà thôi. Ok, Chúa muốn chúng ta nhận biết điều này. Khi chúng ta đầu tiên, hồi nãy tôi quay lại trong Esai á, để chúng ta kinh nghiệm được sự bình an, chúng ta đặt tâm trí chúng ta, ok, đặt tâm trí chúng ta nương cậy nơi Ngài, ok, thì Ngài hứa là Ngài sẽ ban cho chúng ta trọn vẹn khi chúng ta tin cậy Ngài. Đầu tiên đặt tâm trí và tin cậy Ngài, chỉ cần làm hai điều đó. Đặt tâm trí chúng ta, tâm trí chúng ta để ở đâu? Chúng ta để trong sự tương giao của Chúa. Chúng ta suy gẫm về sự tốt lành của Chúa. Chúng ta phải suy, càng chúng ta suy gẫm sự tốt lành của Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa. Càng chúng ta kinh nhận biết được Chúa bình an, Chúa đã hòa thuận lại với chúng ta bởi niềm tin chúng ta đến với Chúa. Như vậy chúng ta sẽ kinh nghiệm. Để tôi mở trong Roma đoạn 5 câu 1 đi. Roma đoạn 5 câu 1. Vậy khi đã được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Không, nhờ Ngài mà chúng ta bởi đức tin bước vào ân điển này, tức là trong ân điển của Chúa có đầy dẫy sự bình an. Chúng ta đã được hòa thuận với Chúa. Bây giờ chúng ta dàn dĩ đến với Chúa. Nói Chúa ơi, con muốn kinh nghiệm sự bình an của Ngài mỗi ngày nhiều hơn. Sự bình an có thể gia thêm chúng ta. Càng chúng ta hiểu Chúa là Đấng bình an thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an của Chúa nhiều hơn. Ok, đó là cách mà chúng ta làm sao chúng ta kinh nghiệm được. Tức là đầu tiên chúng ta nhận biết, ok, Ngài là Đấng bình an. Chúng ta nhận biết chúng ta có thể có được. Bởi vì sao? Chúng ta là con. Đã là con thì tất cả của cha là của con. Chúng ta là con, cho nên chúng ta được quyền thừa hưởng sự bình an, sự vui mừng, sự phước hạnh. Ok, trong Phê-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 2 á, ok, để tôi đọc câu này. Cầu ân điển và bình an tràn đầy trên anh em. Tiếng Anh thì á, ân điển, ok, và sự bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Khi chúng ta nhận biết Chúa chúng ta, Chúa bình an. Khi chúng ta nhận biết là Chúa Giêsu Christ chúng ta là Ngài đầy dẫy sự bình an, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an. Như Chúa Giêsu nói, sự bình an mà ta ban các ngươi không phải giống thế gian ban cho. Tại sao sự bình an của thế gian á cũng có, nhưng mà nó đụng chuyện cái là nó là lung lay, nó flip flop, tiếng Anh gọi là flip flop, nó nhảy lên nhảy xuống. Sự bình an của Chúa nó bình tĩnh. Tôi nhớ là khi tôi bị đụng xe đó, tôi đi bộ, tôi về nhà một cách bình thản bình thường, đến nỗi người nhà tôi bỏ xe đi đâu rồi, xe đâu rồi, nó xe nát bét, họ sợ. Tôi cũng bình thường. Tại sao? Tại cái sự bình an của Chúa cai trị lòng mình. Amen. Đó, sự bình an, và tiếng Anh gọi là grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and our Lord of our Lord Jesus Christ. Bởi cái sự hiểu biết, mình càng hiểu biết Chúa của mình tốt lành, mình càng hiểu biết cha của mình. Tại mình khi mình tin Chúa mình tốt lành đó, thì cái người mà tốt thì sao? Lúc nào họ cũng giúp đỡ mình, mà Chúa rất là vui mừng giúp đỡ mình.
Chúa thường nói với tôi, năng đề của con là năng đề của ta, con đừng có lo. Chúa thường hay trấn an tôi như vậy, hãy đi vào mạnh mẽ, bởi vì ta ở với con, cho nên đừng có sợ, không sao hết, mọi chuyện đều ok. Chúa đã nói với tôi rất là nhiều lần như con này. Nếu quý vị đón nhận cái đó, quý vị cũng sẽ kinh nghiệm Chúa như vậy. Chúa muốn chúng ta sống trong sự bình an mỗi ngày. Cho nên Chúa nói là hãy để Chúa, sự bình an của Chúa cai trị. Tại sao chứ đôi lúc chúng ta không có để cái sự bình an của Chúa, chúng ta không đặt tâm trí chúng ta nơi nơi Ngài, không tin cậy nơi Chúa, chúng ta sẽ không có sự bình an. Chúng ta phải tin, từng cái tin là ồ, Ngài đang chăm sóc tôi. Chúng ta phải tin rằng Ngài là đấng chăm sóc tôi hôm qua, ngày nay cho đến đời đời. Khi chúng ta hiểu như vậy, giống như vua David, ông có sự bình an của Chúa. Tại sao? Ông tin vào, có lúc ông cũng sợ, nhưng mà có lúc ông tin vào Chúa là đấng chăm chiên ông, cho nên ông không thiếu gì hết. Ông, chúng ta thấy cuộc đời của David không thiếu, thậm chí ông gần chết rồi mà cái đẹp đồng trinh chăm sóc ông. Quá phước hạnh ha. Nói về người đàn ông vậy thôi chứ đòi gì nữa, thấy không? Vua David đã chết rồi, lúc ông gần gần chết rồi ông không biết, nói chung là lúc bây giờ ông đâu có biết cái chuyện trai gái này đâu. ông lớn tuổi rồi, ông chết đi trọn, nói chung là ông trọn tuổi, chết đi lớn tuổi, tức là Kinh Thánh chép là ông trọn, tức là những ngày mà Chúa đặt để ông ở thế gian để sống, những gì mà Chúa đặt để trong lòng ông làm được, ông trọn vẹn, thì lúc đó thấy ông già rồi vẫn có người đẹp bên cạnh hầu hạ, quá phước hạnh đó. Cho nên ông vua David ông kinh nghiệm, cho nên ông nói là Chúa là đấng chăm sóc tôi, cho nên tôi không lo lắng gì hết, tôi không thiếu thốn gì hết, ông nói vậy luôn. Mà ông cũng nói rằng từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thấy một người nào mà tìm kiếm Chúa mà thiếu thốn của tốt, ông nói không có. Đó chính bản thân ông kinh nghiệm, ông là một người chăn chiên mà sau này ông là một vị vua rất là vĩ đại. Thế nhưng ta thấy không? Bởi vì ông tin Chúa, ông tin cậy nơi Chúa, cho nên chúng ta cần học cái người này. Tại sao Kinh Thánh chép là chúng ta, này là những bằng chứng sống để chúng ta kinh nghiệm. Tại sao tôi chia sẻ những điều này? Tại tôi muốn quý vị cùng với tôi kinh nghiệm, tôi kinh nghiệm sự bình an của Chúa quý vị. Đương nhiên mỗi cái sự bình an càng ngày chúng ta kinh nghiệm càng nhiều hơn. Cho nên chúng ta kinh nghiệm tới đâu chia sẻ tới đó. Ok. Rồi trong Giăng Chúa cũng Giêsu cũng nói rằng ha, trong Giăng đoạn 16, nói chung là rất là nhiều chỗ chép, câu 33 này là Chúa Giêsu nói về môn đệ của Ngài: ta đã ban cho các ngươi, ta đã bảo các con những điều này. Chúa nói về về cái sự điều ở đây, các con có sự bình an trong ta, ở trong Chúa Giêsu thôi. Ở đây cái Chúa Giêsu nói rất là ở trong ta, các con sẽ có hoạn nạn ở trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã đắc thắng thế gian rồi. Ở trong thế gian chúng ta sẽ có cái sự hoạn nạn, có sự lo lắng này nọ, nhưng mà ở trong Chúa Giêsu, khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta luôn luôn có sự bình an. Amen. Đây là Chúa mà Ngài muốn chúng ta sống để chúng ta kinh nghiệm. Chúng ta phải nhận biết. Đầu tiên chúng ta đặt tâm trí chúng ta nương cậy nơi Chúa. Ok. Thì Ngài hứa là Ngài sẽ ban bình an trọn vẹn chúng ta. Và sau đó chúng ta tin cậy nơi Ngài. Khi chúng ta tin cậy nơi Chúa, chúng ta đặt tâm trí tin cậy, hai cái này chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an. Chúng ta đi với Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa. Chúng ta đi với thế gian, kinh nghiệm thế gian. Lời Chúa đi theo người khôn ngoan thì mình sẽ trở nên khôn ngoan ha. Đi theo người ngu sẽ ngu, đi theo người giỏi sẽ giỏi. Rất là đơn giản. Tôi mở trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 20 ha. Chúng ta nói có sách mắt có chứng ha. Ai giao tiếp với người khôn ngoan sẽ trở nên khôn ngoan, thấy không? Ai giao tiếp với kẻ ngu nguội thì sẽ bị hủy diệt ha. Ai giao tiếp với người bình an, quý vị sẽ có bình an. Những người tiêu cực quý vị hãy tránh ra, nếu quý vị không muốn cái sự tiêu cực của người đó ảnh hưởng đến quý vị. Tôi những người tiêu cực tôi làm quen thôi, tôi không muốn gần gũi. Tại sao? Nhưng người đó không đem lại ích lợi cho tôi. Tôi muốn cái người nào nói chuyện bình an, nói sự gây dựng, nói sự tiến tới, cái đó tôi muốn. Tôi không muốn nói những cái chuyện mà cái chuyện nó không có ích lợi cho tôi. Giữ tâm trí tôi một cách rất là chặt chẽ. Tại vì tôi muốn kinh nghiệm được sự phước hạnh của Chúa mỗi ngày. Amen. Rồi chúng ta đọc tiếp tục trong Roma đấy ha. Roma đoạn 15 câu 13, một trong những câu mà tôi rất là thích. Câu 13 chép như thế này: Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng, làm cho anh em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Thánh Linh anh em được chứa tràn hy vọng. Trong Ngài đó, trong Chúa có nguồn hy vọng này, làm tràn ngập niềm vui và bình an. Chứ có Ngài làm cho tràn ngập niềm vui. Khi chúng ta gần gũi với Chúa, đúng là lúc đó là chính là chúng ta kinh nghiệm Ngài. Khi chúng ta tin cậy Chúa, ta nhờ Ngài. Chúa không có giống như là Chúa không có nản mỗi lần chúng ta nhờ Chúa. Chúa rất là vui mừng khi chúng ta nhờ Chúa gõ cửa Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa hôm nay. Con giao cho mình, con giao phó cho Ngài ngày hôm nay. Con đi làm việc, con biết rằng, chẳng hạn như thợ nail như tôi nói Chúa ơi, xin Ngài ban cho con ân điện.
Con cần cái sự bình an của Ngài cai trị lòng con. Cho dù con gặp những khách khó hôm nay, để Ngài giúp đỡ con có thể làm một cách nhẹ nhàng đối với sự bình an của Ngài. Đó, chúng ta có thể cầu nguyện như vậy. Đó, bởi vì con biết trong Ngài con thiếu sự khôn ngoan, con cần sự khôn ngoan của Ngài, con tin cậy đến sự khôn ngoan của Ngài để con có những lời ăn tiếng nói, lời giao tiếp làm sao người nghe làm có thể dễ nghe chẳng hạn như vậy, rất là nhiều cái vân vân. Cái đó là cái lúc mà chúng ta đang tin cậy Ngài, lúc mà chúng ta đang nương cậy Ngài thì Ngài rất là vui mừng. Ok, cái đó là để chúng ta kinh nghiệm cái sự bình an của Chúa. Ok, rồi câu 33 cũng nói là trong Roma đoạn 15 câu 33 luôn, rồi để chúng ta đọc tiếp ha. Câu 33 đó rồi, xung quanh đâu đó ở đây. Đức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh em. Đức Chúa Trời bình an. Cho nên Chúa muốn chúng ta để cái sự bình an của Chúa gia thêm chúng ta, thì chúng ta càng tin cậy Chúa, chúng ta sẽ càng kinh nghiệm sự bình an của Chúa. Chúng ta càng tin cậy Chúa thì cái sự bình an của Chúa càng cai trị lòng chúng ta. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên là để anh em chúng ta phải biết là Chúa rất là yêu thương chúng ta. Ok, Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm sự bình an. Sự bình an mình sẽ kinh nghiệm, mình phải biết Chúa chúng ta là Chúa bình an. Ok, nếu chúng ta không biết là bình an, chúng ta không dám đến gần gũi Chúa. Chúa muốn chúng ta đến gần gũi Ngài để chúng ta chiêm ngưỡng Ngài, để chúng ta dành thời gian với Chúa. Nói ơi, hôm nay con muốn tâm sự với Chúa. Mình đừng có đến với Chúa một cách cầu kỳ giống như cái người tôn giáo dạy dỗ. Chúa không phải như vậy. Chúa Giêsu đến, Ngài phá hủy tất cả những cái luật lệ làm cho cản trở con người. Ok, tất cả con người không làm được. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa một cách tự do, một cách chẳng gì. Amen. Tôi ao ước quý vị kinh nghiệm được bình an của Chúa mỗi ngày càng nhiều. Khi quý vị hiểu được Chúa là Ngài là bình an, Chúa là Ngài yêu thương, Chúa là đấng tốt lành, thì quý vị sẽ dám tin cậy Chúa. Mà khi quý vị tin cậy Chúa, tôi đảm bảo cho quý vị sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Chúa. Ok, mặc dù hoàn cảnh nó giống như là sóng biển, nó xung quanh cuộc đời chúng ta gặp nhiều sóng gió, nhưng mà sự bình an của Chúa cai trị lòng chúng ta, làm chúng ta vững bước đi theo với Chúa. Amen. Nếu quý vị nào chưa đăng ký trong kênh này, và tôi cũng sẽ có rất là nhiều sự chia sẻ. Nếu quý vị cảm thấy khích lệ, thì quý vị có thể chia sẻ với những anh em mà họ chưa từng nghe. Amen.